Cũng trong ngày hôm nay, Malaysia thông báo bắt đầu từ ngày mai 14 tháng 3 sẽ bỏ số hiệu MH370 cho chặng bay Kuala Lumpur - Bắc Kinh. Trong thông cáo ngày hôm nay, Malaysia Airlines tuyên bố nhằm thể hiện sự tôn trọng đối với các khách hàng và tổ bay của MH370 hôm 8 tháng 3 năm 2014. Các số hiệu chuyến bay MH370 và MH371 sẽ được rút khỏi chặng Kuala Lumpur - Bắc Kinh và Bắc Kinh - Kuala Lumpur của hãng hàng này. Theo đó, quyết định có hiệu lực từ ngày mai ngày 14 tháng 3 với các số hiệu thay thế là MH318 cho chặng Kuala Lumpur - Bắc Kinh và MH319 cho chặng Bắc Kinh - Kuala Lumpur. Hãng hàng không cho biết không thay đổi tần suất dịch vụ của hãng. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777-200 chở 239 người mất tích bước sang ngày thứ 6.